Nhân dịp các giải đấu đang tạm nghỉ, Ronaldinho và Roberto Carlos, hai người bạn thân cũng là hai huyền thoại của làng bóng đá thế giới, đã tổ chức một trận đấu giao hữu từ thiện có tên The Beautiful Game by R10 and RC3. Trận đấu đẹp mắt bởi R10 và RC3, Ronaldinho và Roberto Carlos đang đứng ra tổ chức trận đấu giao hữu và tổng cộng có 22 bàn thắng trong trận đấu này. Trước khi vào clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Vào tối ngày 18 tháng 6, trận đấu giao hữu đặc biệt có tên Trận cầu tuyệt đẹp của R10 và RC3 được dẫn dắt bởi hai huyền thoại Ronaldinho và Roberto Carlos diễn ra trên sân DRVPNK tại Miami của Mỹ. Đây là trận cầu giao lưu quy tụ rất nhiều huyền thoại, những ngôi sao cả trong quá khứ lẫn hiện tại, cho nên nó cũng tạo ra số lượng bàn thắng kỷ lục lên đến 22 bàn. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại diễn biến của cuộc đối đầu siêu mãn nhãn này các bạn nhé. Let's go! Đập vào mắt đội hình xuất phát của team Ronaldinho, ta phải choáng ngợp ngay với ông thần Raul Alejandro khi mà chọn cho mình số áo 777 cho nó chiến và đúng chất giao lưu vui vẻ. Ngay phút thứ 6, đầu tàu Ronaldinho đã có cú dứt điểm nhẹ nhàng và gọn gàng mở tỷ số trận đấu sau đường chuyền dọn cổ của Dybala. Bị dẫn trước từ sớm, thế nhưng team Carlos cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Falcao là chủ nhân của cú bấm bấm tinh tế, đưa tỷ số về lại thế cân bằng. Đội xanh sau khi có bàn gỡ đã thi đấu hưng phấn hẳn và họ có ngay bàn nâng tỷ số lên 2-1. Với pha phối hợp của hai số 17 trong đội là Nani và Trezeguet, ảo thật đấy. Cơ mà khoan, Vinicius phiên bản vàng đã gỡ hòa hai đều ngay sau đó. Gì vậy trời, 12 phút 4 bàn thắng à? Đúng chất trận cầu đẹp rồi đó. Đẳng cấp của huyền thoại là phải vậy đó mọi người. Với cái chân trái đã từng làm mưa làm gió thời kỳ đỉnh cao, Rivaldo cũng nhẹ nhàng điên tới mình lên bảng tỷ số. Đội vàng của Ronaldinho lại cân bằng tỷ số ngay và luôn. Lần này, hai ông trẻ Vinicius và Dybala phối hợp ăn ý với nhau các bác ạ. Ở kìa, sao lại thế được? Vua bọ cạp Rene Higuita đã có tuổi rồi, mắt mờ tay run rồi man. Thế nên là một pha cống điểm trực tiếp của thủ môn huyền thoại cho đội Carlos 4-3 rồi nha. Đội xanh dẫn trước tiếp à, thế thì đội vàng lại gỡ hòa thôi. Lần này Real Babel lên tiếng phát nha bà con. Alo, alo. Tình hình sao lại cứ lộn xộn thế nhỉ? Mà đội ông Ronaldinho gỡ hòa rồi sao? Thế thì đội Carlos lại phải dẫn điểm rồi đấy. 5-4 vậy đi ha. Trận cầu đẹp mà mọi người ơi. Đội trưởng Cafu tạt bóng nè. Phần còn lại các bác tự giải quyết với nhau nha. Cứ dền dữ làm gì? Lần này cho hẳn cách biệt 2 bàn đi để xem đội Ronaldinho gỡ sao. Ahihi. Mấy bác đội xanh gắt quá, cách 2 rồi mà vẫn cảm thấy chưa an toàn, nên là quyết định làm thêm nháy nữa cho chắc cú luôn nào. Gì mà dữ dội vậy các bác ơi, đã từ từ thôi cho khán giả đỡ ngợp với. Đang đà thắng xông lên, đội xanh của Roberto Carlos khiến khoảng cách giữa hai đội bây giờ là gấp đôi nhau. 8 bàn cho xanh, 4 bàn cho vàng, mà hiệp 1 vẫn chưa kết thúc.
Hay vậy bà con, trận này chắc chắn sẽ giúp khán giả tỉnh táo và hưng phấn hết nấc. Chết rồi, bị dẫn hơi sâu rồi, đội Ronaldinho cần phải ghi bàn thôi. 5-8 đi các anh, phải gỡ dần dần thôi. Đội vàng tấn công như vũ bão mà bàn rút ngắn tỷ số cứ vẫn là chưa thấy đâu nhỉ. Ronaldinho đầu tàu xuất phạt mà suýt nữa ăn, bóng lệch khung thành trong gang tấc mới tiếc chứ. Đây rồi, quả kỹ năng truyền không cần nhìn thương hiệu của Ronaldinho đây rồi. Nó cứ phải gọi là vẫn mượt mà như thuở đỉnh cao. Cơ mà chiêu cuối của Dybala sao trông lạ lắm nha, nó cứ không đúng ấy bro. Mang băng thủ quân đội xanh, cho nên là Bakafu cũng phải làm nhẹ một bàn thắng để cho nó trọn bộ đấy. Có cả kiến tạo, cả ghi bàn rồi này, mọi thứ thật là hoàn hảo. Xong rồi có chân truyền bóng chất lượng vậy, thật là cảm giác. Nãy giờ chưa có bàn thắng nào nhỉ? Hiệp 2 chắc các bác luống tuổi thấm mệt rồi. Gánh nặng thời gian mà. Thôi thì để hâm nóng bầu không khí, đội vàng ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 7-9 ở phút 60 nha. Vinicius hiệp 1 ở đội vàng, giờ sang hiệp 2 quay xe tim xanh luôn à. Hảo hán đi. Nhưng mà quả đào ngủ hơi vội nên không kịp in số ha. Rồi rồi, cái thanh niên không có số áo này, chạy vừa vừa thôi, cứ làm cái gì đấy. Ghi bàn cho cả hai đội luôn à, ảo ma Canada thế nhỉ. Trận này nhất ông Vinicius Junior. Cứ cậy đá với các bác già yếu rồi là đảo đảo thôi Vinicius ơi. Nhìn trông cay thế nhỉ. À mà thôi, tuổi trẻ mà. Hồi xưa chúng ta cũng quẩy lửa nhiệt như thế đó các ông bạn già thân yêu của tôi. Bà la, Phan Cao tiếp tục ghi bàn ha. Cho xin nhẹ nhàng bàn thứ 11 đi nào. Bản tỷ số lại được hoạt động hết công suất rồi. Penalty nè mọi người ơi. Phút 80 rồi, ghi bàn đi. Tranh thủ lúc nào hay lúc ấy nha. Sắp hết giờ rồi mà cảm giác bữa tiệc này vẫn có thể bùng cháy tiếp. Vừa rồi là diễn biến của trận giao lưu bóng đá đẹp giữa đội Ronaldinho và Roberto Carlos. Toàn những huyền thoại với nghệ sĩ sân cỏ. Bảo sao người hâm mộ lại được thưởng thức một bữa tiệc buffet bàn thắng no nê đến vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.